xin chào các quý khán giả. Xin chào. Xin cảm ơn tình cảm cũng như sự quan tâm của quý khán giả đối với chúng tôi cũng như là Sugar trong thời gian vừa qua. Chúng tôi rất là cảm kích với sự yêu thương và quan tâm của mọi người đến với Sugar. Như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua chúng tôi chỉ đăng một clip. Đó là do dịp cuối năm thì công việc của tôi rất bận và không có thời gian để chỉnh sửa video. Cũng như là gần tới đám cưới thì chúng tôi đã phải chuẩn bị khá nhiều. Và cũng gần tới Tết thì cũng phải đi thăm họ hàng này nọ. Nên công việc hiện tại khá là nhiều và chúng tôi có rất ít thời gian. Sắp tới thì chồng tôi được promote và có khả năng là sẽ chuyển vị trí công tác. Cho nên là không có người để mà quay clip cũng như là chỉnh sửa clip. Nên là không ai. Cho nên là mặc dù rất là buồn nhưng mà chúng tôi phải thông báo rằng là chúng tôi sẽ không đăng clip của Sugar trên YouTube nữa. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều comment nói là chúng tôi đang lợi dụng không là hiện tại Sugar. Xin cảm ơn.